Dạ, em xin chào tất cả các anh cầu thủ đã đến với video 1182 của shop em nha các anh. Và hôm nay tiếp tục về một lô hàng mới nha, bao gồm là đầu video sẽ là những mẫu cần lua nha các anh, cần lua với lại cần câu bè đọt bé này, dẻo dai, chịu lực tốt, rất là thích hợp để các anh ngồi bè ngồi thuyền mình câu cá dò gì cá đối chắc hơn nha các anh. Và phía bên tay phải của em sẽ là những mẫu cần dây trong mới nhất nha, cần hay chi dây trong rất là đẹp luôn các anh. Có một cây này là cây hàng siêu tầm Suyumi này, khuyên dẫn với alo đều là dòng ship gold hết ạ. Và cuối video thì có một cây dây trong full hợp nha các anh, là một cây dây trong của Shimano Agot hàng full hợp, và đây là 5 cây cần câu tay độ cứng cao 45H cho mình nha. Nhưng mà dòng cần lóng ngắn thu gọn ở chừng 65-70, có cây 75 cm đổ lại thôi canh, để canh tiện lợi bỏ ba lô hoặc có xe mình đi du lịch dã ngoại đem theo ạ. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship mỗi đơn cần 40.000 một đơn. Các đặt hàng thanh toán trước hoặc đặt từ hai sản phẩm trở lên thì em sẽ hỗ trợ miễn phí ship cho các anh ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em có ghi ở bên góc trái màn hình 0933 111 365 nha. Và đầu tiên thì em có cái mẫu lưỡi câu của PVLC nha các anh. Đây là lưỡi câu PVLC, để mời các anh xem nha. Thì nó sẽ có 3 kích thước size là size số 10, size số 11 và size số 12 nha các anh. 3 kích thước size ạ. Đây mời các anh xem nha. Cái lưỡi này khi mà đặt trên vỏ ô ly á, số size số 10 thì nó sẽ được 3 ô rưỡi nha các anh, 3 ô rưỡi. Còn size số 11 thì là 4 ô ly vỏ, còn size số 12 là size lớn nhất là 4 ô rưỡi nha các anh. Dòng lưỡi này thì phù hợp để câu. À, cái này em nhầm nha các anh, là có hai size thôi, size 10 với lại size 11 nha. Size số 10 là 3 ô rưỡi, còn 11 là 4 ô ly vỡ nha các anh. Lưỡi rất là to này, bằng hai đốt ngón tay nha. Dòng này thì các anh có thể săn cá tra bò đánh hồ dịch vụ này, tra bò tra dầu hoặc là câu cá biển nha các anh. Câu cá biển với cá tra, khách bên em rất là chuộng cái dòng lưỡi này luôn. Nếu mà mình câu lưỡi to đánh săn hàng này, này có hai size nha. Và size số 10 á, thì một hộp sẽ được 40 lưỡi bên trong, còn size 11 thì một hộp là được 30 lưỡi ở bên trong nha các anh. Nó chênh lệch nhau không nhiều. Thì ở trong một cái combo như này á, thì ít nhất cũng 300 lưỡi cho các anh nha. Từ 300 lưỡi trở lên. 5 hộp số 10, 5 hộp 11 nha các anh. Combo 10 hộp lưỡi như này có giá là 99.000 nha. 99.000 combo 10 hộp, giá rất là hời nha các anh. Vừa câu vừa trải nghiệm này. Tiếp theo mã số 2, số 2 thì có một con máy câu nha các anh. Máy câu dòng Diamond Tucker, có chạy bạc đạn đầy đủ luôn và size máy là size 2000. Thân là thân hợp kim nha các anh, cối cũng là dạng cối kim loại luôn. Xoay nó sẽ có tiếng kêu này, xoay có tiếng kêu. Dài cước khá là nhạy, con lăn thì vẫn còn sáng bóng luôn nha các anh. Máy Diamond. Và vòng tua của máy là 5.2 ạ. Số cước số 2 vào được 180m, cước 3 vào 130, cước 4 vào được 100m giây nha các anh. Chốt chặt một chiều đầy đủ. Và em báo trước luôn là máy này thì nó chỉ dùng một bên tay quay bên phải thôi, nó không có dùng tay trái nha các anh. Một bên tay quay bên phải thôi. Và dòng tay quay này là siết cốt này, siết cốt là như này, canh giữ thân máy và cối máy nha, giữ chặt cả hai luôn. Và mình quay ngược cái tay quay ra đằng sau thì mình sẽ gập được nha các anh, mình gập gọn để mà mình di chuyển á. Đấy, thì mình gập gọn như này. Rồi khi tới nơi canh muốn câu á, thì mình để thẳng tay quay, cũng giữ thân máy và cối máy nha các anh. Các anh xem này, em giữ cả thân cả cối máy này, giữ chắc chắn vào nha. Đấy, xong rồi các anh xoay theo chiều kim đồng hồ, siết chặt nó vào là câu được nha các anh. Cái dòng siết cốt này á, để các anh thao tác rất là gọn lẹ luôn nha, thao tác rất là nhanh. Khi mà mình gặp tay quay hoặc là mình tháo ra để mà mình câu á các anh. Đấy, với lại nó sẽ hạn chế bị rơi mất cái ốc, mất cái nắp chụp bên này của các anh. Size máy 2000, máy đẹp nha, vừa câu vừa sưu tầm này. Máy này một bên tay phải thôi ạ, lưu ý giúp em. Và mã máy câu số 2 giá là 350.000, máy câu mã số 2 350.000, nội địa Nhật nha. Tiếp theo mã số 3, số 3 thì có một dòng máy size 4000 nha các anh. Máy này thì cái thiết kế của nó rất là độc lạ luôn nha các anh. Đấy, thiết kế rất là độc lạ. Ngay cái phần tay quay này, size máy là 4000, dòng 4000L. Phong tua là 5.2 nha các anh. Và số cước thì số 4 sẽ vào được 200m giây. À không, số 4 vào 150, còn số 5 thì vào được 100m giây nha các anh. Các anh xem hoạt động của máy nha. Gài cước này, rất là chắc chắn luôn, con lăn còn sáng bóng luôn. Cối thì là cối sóng nha các anh, có tiếng kêu. Và em mời các anh nghe cái tiếng kêu của máy nha, rất là bén luôn ạ, rất là đã tay, cực kỳ bén. Và máy này thì có thể đảo chiều tay quay nha các anh dùng bên trái bên phải đều được hết, có thể đảo chiều tay quay.
có chế độ fan base này, giường cực kỳ mượt, rất là nhẹ luôn ạ. Còn đây là hai chiều, một chiều hai chiều hoạt động tốt nha các anh. Đánh lưu mà dạng bạo lực hoặc các anh thích đánh đánh lưu biển á, mình thích dùng máy size to 4000 thì máy này lưu rất là êm nha. Còn đa số là câu đơn, câu ngâm với lại lăng xê nha các anh. Hoặc là đánh lục đầu cần nhẹ tê nè, vòng tua thì cao nữa là cái tốc độ vung dây của các anh nó sẽ nhanh. Và mã máy câu số 3 550.000, mã máy số 3 550.000. Và tiếp theo là mã số 4 nha các anh. Mã số 4 do một cây cần rút mini carbon ạ. Và đây là cây cần rút mini carbon nha các anh, dòng compact, chiều dài là 1m8, độ cứng 10 ạ. Cây này rất là ngon luôn nha các anh, khoen bóp thì toàn bộ là Fuji hết nè, Fuji loại xứ xám. Và thu gọn của cần, vỏn vẹn 42cm nha các anh, vỏn vẹn 42cm. Và cái phần cán tay cầm này là cán mút nha, bát Fuji, bát vặn. 1m8, độ cứng 10 ạ, dòng compact nha các anh. Full carbon và độ mới rất là cao, độ mới khoảng tầm là 95% ạ. 95% cho mình. Thông số ngọn cần 1.2 ly, trọng lượng là 110g. Và còn câu mã số 4 nha các anh. Mã số 4 cây này có giá là 590.000 nha, 590.000 còn câu mã số 4 ạ. Và tiếp theo mã số 5, số 5 thì em có cây 1m8. Độ cứng cây này là độ cứng 20 nha các anh. 1m8 cứng 20. Độ mới thì nó như nhau nha các anh, còn rất là mới luôn, mới ken luôn. Để nó chỉ khác nhau về độ cứng thôi. Khác về độ cứng mà. Cái này thì dàn khoen toàn bộ là Fuji xứ xám, bát và bát Fuji, bát vặn. Cánh tay cầm cánh mút này. Cánh tay cầm cánh mút. Và thông số ngọn cần 1.6, trọng lượng là 116g, cần câu mã số 5 nha các anh. Mã số 5 và giá của cây cần này là 590.000 luôn nha các anh, hai cây cần bằng giá nhau luôn nha, chỉ khác nhau về độ cứng thôi. Còn từ chất lượng carbon cho đến màu sắc pixel và độ mới thì như nhau ạ. Tiếp theo mã số 6 thì có một con máy cối nông dòng NGK nha các anh, máy cối nông NGK 10.000, size máy là size 10.000 ạ. Và vòng tua là 4.8. Máy này thì được size dây số 5 á, sẽ vào được 550m dây này. Size số 6 vào được 420. Còn này là size số 7, số 8 nha các anh, vào được 270m. Đi kèm trong cái lô cướp á, là sẵn dù BE cho mình nha. Cối sóng, xoay có tiếng kêu. Gai cướp cực kỳ chắc chắn luôn, rất là nhạy nha các anh, rất chắc chắn. Và con lăn đây, mới ken luôn ạ. Sáng bóng, có thể đảo chiều tay quay được, đảo bên trái bên phải đều được hết ạ. NGK 10.000 nha các anh, NGK 10.000. Và nó có chế độ fan ABS cho mình nha. Quay rất là nhẹ mượt luôn, không lỗi lầm, không xào không lắc ạ. Máy này thì các anh có thể câu biển này, đánh biển, câu săn hàng, cá lớn. Nó, cái lực kéo của nó rất là khỏe nha các anh, lực kéo cực kỳ khỏe luôn, fan ABS đầy đủ. Và máy cối nông mô bin sóng có chế độ xả nhanh ạ. Vòng tua thì tới 4.8 là mình thu dây á, nó cũng nhanh nữa. Hoặc là câu lục nha các anh, câu lục xa bờ đánh săn hàng, có thể đảo chiều tay quay được ạ. Thân máy là carbon, carbon nha các anh. Máy này rất là chất lượng luôn nha, mà các anh trải nghiệm thử, có chế độ xả nhanh nha. Các anh đóng chặt cá, xiết cá cứng luôn mà nó có chế độ xả nhanh. Và mã máy câu số 6, mã số 6 giá máy này là 1.200.000, 1.200.000 máy câu mã số 6 nha các anh. Và tiếp theo bây giờ em sẽ lên cần câu cho các anh ạ. Đầu tiên là một cây cần 2 khúc, chiều dài 2m1. Cây này thông số tải mồi của nó là từ 70 cho đến 100g nha các anh. Thông số tải mồi rất là khủng luôn. Đọt to, đọt 3.4 ạ. Đọt tới 3.4 ly. Tải mồi tới mát là 100g luôn nha các anh. Châu Phi 2m1. Bát thì sử dụng là dạng bát hãng, bát vặn. Khoen cũng là khoen hãng luôn nha các anh. Full carbon. Cần đẹp nè. Màu nước sơn cũng sáng, không có say xước gì hết ạ. Đọt 3.4, trọng lượng là 235g. Và cây cần này có mã số 1. Mã cần câu số 1 190.000, cần câu mã số 1 190.000 ạ. Tiếp theo mã số 2 thì em có một cây dòng Green Dragon nha các anh, chiều dài là 2m4. Green Dragon 2m4 và cây này có độ cứng là tầm là 80 nha, đọt khá là to, 3.5 luôn nha các anh. Đọt 3.5, đọt này các anh câu cá biển thoải mái nha. Cá biển các anh lôi thẳng tưng luôn. Ngọn này chịu lực tốt lắm các anh, với lại nó sử dụng carbon cao cấp, cho nên là cần vừa nhẹ mà có cái độ cứng cao, nhẹ tê nè, 2m4 nó nhẹ như cần lua luôn, có 195g thôi các anh. Phôi thì quá dày luôn nha, một bên xoắn nổi, một bên xoắn caro này.
tại dây bê mắt là dây số 6, 2m4. Dàn khuyên thì toàn bộ là khuyên nòng súng hết nha các. Dàn khuyên toàn bộ là nòng súng, bắt hãng, bắt vặn, cánh tay cầm, cánh mút, có khuyên buộc dây bảo hiểm. Là các anh xem cái độ dày của phôi nha. Đấy, dày cui một đoạn như này luôn. Cá biển các anh lôi thẳng tay luôn nha. Đọc 3 ly 5, trọng lượng 195g, cần câu mã số 2, 390.000. Mã cần số 2, 390.000 ạ. Tiếp theo mã số 3, số 3 thì có một cây lu nha các. Một cây cần câu lu máy đứng, dòng bao ni, chiều dài cần 2m1, độ cứng M. 2m1 cứng M tại cá 6-15 lb nha các. Và bát thì dùng là bát hãng, bát vặn, cánh tay cầm, cánh gỗ, vẫn còn nguyên siêu nha. Nó vẫn còn nguyên siêu này, khoen bát hãng, khoen hai chân. Bát hãng nha các, 2m1 cứng M. Các có thể lu cá lóc, cá chẽm, cá mú, cá hồng đều ok hết ạ. Bắt hãng cho mình, phôi dày chắc chắn. Và đọt cần 2.5 ly. Đọt 2.5, cây này nó có trọng lượng là 180g nha các. Và cần câu mã số 3. Mã cần số 3, 220.000. Cần câu mã số 3, cần có giá là 220.000 ạ. Tiếp theo mã số 4. Số 4 thì có cây Olympic nha các. Olympic dòng Century DX nè. Ok ho, chiều dài là 2m1, độ cứng 20. Một đọt của nó là 20, còn một đọt là 15 nha các. Có một cái đọt mạnh là 15 này. Nói chung hai đọt này thì nó không có chênh lệch nhiều đâu các. Cái câu cá giò gì, cá cháp, cá hanh. Nói chung ngồi bè, ngồi thuyền câu thì rất là hợp lý cái này luôn. Phôi là carbon nha. Phôi carbon. Với lại cần hi chi á, mà các mua được hai đọt á, nó rất là hời. Không khác gì hai cây cần. Tại vì mình có thể trải nghiệm được hai cái độ cứng khác nhau ấy. Olympic Century 2m1, cứng 15 và cứng 20 ạ. Và nó có tem vàng đầy đủ luôn nha các. Dàn khuyên thì full Fuji loại sứ xám, phôi carbon, đọt này là đọt đặc tháp ạ. Bát sử dụng là bát Fuji FS6 bát gập nha các. Fuji FS6 bát gập. Và thông số một ngọn là 0.9 ngọn 1 ly 3, trọng lượng 154g. Và cần câu mã số 4. Mã số 4, giá của cây cần carbon 2 đọt này là 680.000. 680.000 cần câu mã số 4 ạ. Và tiếp theo là mã số 5. Số 5 thì có một cây 1m5 cứng 20 nha các, cũng Olympic luôn, Century Okiho, nhưng mà bản này là bản FIP nha các. FIP thì cái phôi của nó có cái độ dẻo dai tốt, chịu lực rất là tốt nha các. Thêm nữa là cái đọt này là đọt đặc thác luôn. Thế nên là các anh cứ thoải mái yên tâm bo cá nha, tự tin bo cá. 1m5 cứng 20. Dàn khoen thì sử dụng là khoen Fuji sứ xám. Em mời các anh xem cái độ mới của cây cần này. Cũng còn được tầm 90% á các, ít xước. Ngoại hình nước sơn sáng, bát Fuji FS6 bát gập, khoen full Fuji sữa xám, cánh tay cầm quấn chỉ ạ. Đọc 1 ly 3, trọng lượng 117g, còn câu mã số 5, 250.000 cái này, 250.000, canh mà câu bé rất là chuộng cái dòng này luôn, với lại 1m5 cũng ít hàng về nha các. Đa số là 1m8 trở lên hết, hàng 1m5 rất là ít, canh tìm nhiều. Và tiếp theo là mã số 6. Số 6 thì có cây 2m1 cứng 15 nha các, Super Fort 2m1 độ cứng 15. Đây là một cây cần Heiichi của hãng Tsuyumi nha. 2m1 cứng 15. Đọt cần đây các, nảy tốt nha. Và khuyên thì toàn bộ là khuyên hãng hết ạ. Toàn bộ khuyên hãng, khuyên hai chân. Chiều dài 2m1 cứng 15. Có tem vàng đầy đủ luôn nha. Và bát thì sử dụng là bát Fuji Stainless dạng bát gập ạ. Fuji Stainless dạng bát gập. Và xem khuyên hãng này, bát thì bát stainless, bát gập, đọt cần 1.1 ly, trọng lượng thì là 146g nha các, 146g, 2m1 cứng 15. Cần câu mã số 6 nha, mã số 6 580.000 cái này, Heiichi Carbon đẹp, mã số 6 580.000. Và tiếp theo là mã số 7. Số 7 thì có một cây 2m4 cứng 30 nha các, 2m4 cứng 30 dòng mà Regender nha, Regender 24 cứng 30 nè, của hãng Promarine. Khuyên thì sử dụng toàn bộ là khuyên hãng, toàn bộ khuyên hãng, phôi carbon, đọt đặc thép nha các. Và bát thì cũng sử dụng là dạng bát hãng luôn. Cánh tay cầm là dùng là dạng cánh mút nè. Cánh tay cầm, cánh mút, khuyên bát hãng. 24 cứng 30, đọt 1 ly 4, trọng lượng 192g. Cần mã số 7 nha các, mã cần câu số 7, 690.000, hãng Promarine. Mã số 7, 690.000. Và tiếp theo là mã số 8 nha các. Số 8 thì có một cây cần câu tay có chiều dài là 5m7 nha. Cần câu tay carbon. Đây là hàng carbon nha các. Nhận hàng cách được kiểm tra hàng thoải mái. Phôi của nó là phôi carbon xoắn nổi luôn nha. Đấy, xoắn nổi như này, cần rất đẹp luôn các.
lóng nào cũng là carbon xoắn như vậy hết nha, tất cả các lóng. Chiều dài 5m7 và độ cứng 4-5H. Cây này thì thông số ngọn là 0.9 ly nha các. Ngọn 0.9 ly cần có trọng lượng là 205g nha. 205g cây này 5m7. Mã cần câu số 8 ạ. Mã số 8 và giá cần sẽ là 320.000. 320.000 cây cần 5m7 này nha các. Mã số 8. Tiếp theo mã số 9 thì có cây 6m3 nha các. 6m3. Cái lóng gốc bên ngoài thì nó xoắn màu caro tím rất là sáng nha. Còn những lóng bên trong là carbon xoắn nổi như này. Đều là lóng zin của cần nha các. Nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. Lóng zin của cần hết ạ. Carbon xoắn toàn thân luôn, xoắn nổi đẹp. Đọt cần là 0.9 ly nha các. Cái này thì có trọng lượng là 228g, 6m3. Trọng lượng 228, mã cần câu số 9 và giá cần là 270.000. Cái 6m3 này nha, 270.000. Mã cần câu số 9 ạ. Và tiếp theo là mã số 10. Số 10 thêm có một cây gờ đúc nha các. Gờ đúc chiều dài 6m3. Và cái này cũng 4-5H luôn. Hàng chính hãng gờ đúc nha các. Có tên gờ đúc này. Màu xanh đậm và phô dùng là phô carbon xoắn. Và cây này màu xanh đậm nha các. Nhìn nó rất là sáng cây cần luôn, sáng bóng luôn á. Màu xanh đậm cho mình ạ. Chiều dài 6m3, độ cứng của cần là 4-5H và thông số ngọn cần 0.9 ly nha các. Ngọn 0.9, cứng 4-5H nha. Các nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái. 0.9, trọng lượng 240g và cần câu mã số 10. Mã cần câu số 10, cây gờ đúc này giá là 390.000, màu xanh đậm đẹp nha các. Mã cần câu số 10, 390.000. Và tiếp theo là mã số 11 ạ. 11 thêm có cây cần câu tay carbon của Hemon nha các. Bản này thì em chưa thấy ăn khách nào phản hồi tiêu cực luôn. Cần quá đẹp, lóng nào cũng là carbon xoắn hết, xoắn toàn thân. Xoắn toàn thân luôn nha các. Cái dòng này phô của nó rất là dày nha. Các anh có thể câu trôi, chép này, đánh tự nhiên, dịch vụ cần tốt hết ạ. Cần câu rất là đa dạng luôn. Hemon 5m4, đọt cần là 0.8 ly. Và cây này nó có trọng lượng là 190g nha các anh. Cần câu mã số 11, 370.000. Mẫu này em có cả 6m3 nha. Màu đỏ, màu vàng đều có đầy đủ hết các size 5m4 và 6m3. Các anh muốn lấy size nào thì cứ inbox em ạ. Thì giá thì để canh đồng giá luôn cho mình dễ nhớ nha. 370.000, 5463 đều 370 nha các. Mã 11 ạ. Và tiếp theo mã số 12. Một cây cần tay carbon dòng XSRI nha các. XSRI chiều dài 6m3. Độ cứng vẫn là 4-5H. 4-5H ạ. Carbon xoắn toàn thân luôn nha các. Cả ngọn và gốc. Cây này cái màu sơn của nó là màu xanh rêu nha. Màu xanh rêu rất là sáng cây cần, nhìn rất đẹp luôn ạ. Và thông số ngọn, thông số ngọn là 1 ly, còn trọng lượng là 248g nha các. Ngọn 1 ly trọng lượng 248g. Cần câu mã số 12 và giá cần 750.000. Mã cần 12, 750.000. Tiếp theo mã 13. 13 thì có một cây Suyumi dòng Special Force, chiều dài là 1m8 nha các. Suyumi Special Force này nó có cái tên vàng đầy đủ luôn nha các. Có tên vàng đầy đủ. Đây là một cây cần Heiichi dây trong nha. Mở ra xem khoen dẫn này. Với cả đầu buông đều là Fuji Six Gold hết các. Hàng sưu tầm quá đẹp luôn. Với lại cái màu của nó là màu giả trúc nha các. Màu carbon giả trúc đẹp không lỗi lầm. Nhận hàng bao kiểm tra hàng. Nguyên zin nguyên bản hết, không có hao hụt dập gãy nha các. Cán tay cầm cán máy chèo này. Và đọt cần 2 ly mốt, trọng lượng 130g, cần mã số 13. Mã 13 1m8, giá cái này là 750.000, Suyumi, giả trúc đẹp ạ. Quen dẫn với lại alo đều là xích gôn luôn, mã 13, 750.000. Tiếp theo mã 14, cũng là một cây tách với Enjoy nha các. Insider 2m1, cứng 20. Bát Fuji FS6, bát gập ạ. Tách với Enjoy này là hàng Korea nha các. Korea xuất thị trường Nhật. Khuyên dẫn với lại đầu bu đều là Fuji, loại sứ màu xanh nha các. Cái sứ nó màu xanh. Zin của cây cần luôn nha, 2m1, cứng 20. Đọt cần là 2 ly mốt, trọng lượng 127g. Mã cần câu số 14 và giá của cây này là 450.000. Cần câu mã số 14 giá là 450.000 ạ. Và tiếp theo mã số 15. 15 thì có một cây 2m4, cứng 80 nha các. Interline 2m4, cứng 80 ạ.
đọt cần đây, đọt to nha, cái này mình thấy đọt to, đọt tới 2.8 ly luôn nha các, cứng 80 mà độ cứng cao. Anh nào muốn câu biển hoặc là mình câu ngâm la xê đánh hồ dịch vụ á và dạng bạo lực săn hàng thì lấy cái này để lên khuyên rất là ok luôn ạ. Bát hãng bát vặn phôi carbon sunic Naya dòng Metamed Dawa Hodalock, đọt 2.8 ly, trọng lượng là 350 g và cần câu mã số 15 nha các. Mã cần 15 24 cứng 80 đai qua, giá của cây này là 680.000. 680.000 mã cần câu số 15, 680.000. Tiếp theo mã 16 thì có một cây Alpha Tacker cần của Hàn Quốc xuất thị trường Nhật nha các. Alpha Tacker Hàn Quốc xuất Nhật, chiều dài là 2m1, độ cứng 10 ạ, dòng Pro Fighter. Cái này là dạng cần hi chi nha các. Hi chi mà dạng cần rút á nên là nó gọn lắm các. Gọn cực kỳ luôn, cứng 10, đọt nảy quá tốt luôn nè. Nó không quá mềm nữa nha, vì cần dây trong luồn dây bên trong. Là cái đọt cần nó to. Đọt to nha các. Bát thì dùng là bát stainless dạng bát LX6, bát gập. Cán tay cầm cán mút đọt. Chiều dài là 2m1, độ cứng 10. Thông số ngọn cần 2 ly, trọng lượng là 118 g. Và mã cần câu số 16. Mã cần 16 nha các. Giá của cây này là 490.000, 490.000 mã cần câu số 16 hoặc 490. Tiếp theo là mã số 17. 17 thì có một cây dây trong 2 đọt nha các. Một cây cần dây trong 2 đọt, chiều dài là 2m1, độ cứng 30 50 ạ. Hai đọt hai độ cứng khác nhau để các anh có thể trải nghiệm này. Khoen dẫn với lại đầu bu thì đều là Fuji, đều là hàng Fuji loại xứ hết nha các. Phôi carbon xoắn màu xanh rêu, bát Fuji bát vàng. Con này đẹp keng luôn các, phải tầm 97-98% luôn, độ mới rất là cao luôn. 2m1 cứng 30-50, cần Hàn Quốc xuất Nhật ạ. Có tem vàng đầy đủ. Và một ngọn là 2 ly 6, một ngọn 2 ly 7, trọng lượng 326 g. Mã số 17 nha các, mã 17 và giá cần là 680.000. Mã cần câu 17 có giá là 680.000 ạ. Tiếp theo mã 18, 18 thì có một cây Shimano Agot còn full hộp nha các, 3m cứng 50 nè. Shimano Agot, cây này là cần dây trong, cần rắc hút nha, nó có tổng cộng là 3 khúc. Bên trong còn cái túi Shimano luôn, sáng bóng luôn các, mới kem. Đây là dây dây cáp nè, hấp dẫn, các luồng luồng cần dây trong sẵn cho các anh nha. Con sẽ có cái này, để xem cái này đắp khúc các anh. Ba khúc tất cả nha các, còn gấp khúc 3m cứng 50, cần mới ken luôn, không có gì để phải chê luôn các. À, có xước li ti một tí xíu ngay đây nha, xước nước sơn một vết nhỏ đây, còn lại là đẹp ken cho các bạn. Đọt cứng 50, đọt to, đọt cái này thì đo được là 3 ly 5 nha các, 3 ly 3, đọt 3.3 ly, còn trọng lượng là 322 g ạ. Trọng lượng 322 g, có tem vàng đầy đủ, quen bát Fuji. Và cần câu mã số là 18 nha các, mã 18, giá của cây cần này 1.050.000. 1.050.000 vẫn còn full hợp túi Shimano và cáp luồng cần ở bên trong đi kèm. Tiếp theo mã 19, mã cuối cùng là một cây cán vợt carbon Ryobi, chiều dài là 4m5 cứng 50 nha các. 4m5 cứng 50 Ryobi carbon tech ạ. Ryobi carbon tech, phôi carbon xoắn nổi luôn, còn sáng bóng, độ mới cao nha các. Lóng nào của cây cần này, của cây cán vợt này nó cũng mới kem như vậy luôn nha. Phải mới tầm 90%, mới 90% luôn các. Các bạn xoắn vào con ạ. Chiều dài 4m5, cứng 50, Ryobi carbon tech. Khi đầu ren của cây này á, là ren cũng phổ thông nha các. Đầu ren 10, rất là phổ thông so với những cái cây nó rất là phổ thông để canh cắn vào những cái mặt vợt nha. Thì cái cây cán vợt này ra cực kỳ cứng cáp chắc chắn luôn nha các, giá là 500.000. 500.000 bên em thì cũng có bán sẵn cái mặt vợt gắn vừa ren với lại cái cán luôn, nên là mua thì em có bán mặt vợt lẻ cho mình nha, 250.000 một cái mặt vợt. Còn mình mua với lại cả cán á, thì là em miễn phí ship hai món, hai món miễn ship nha các. 500.000 cây này nha, Ryobi 4m5 ạ. Vâng, cũng xin phép kết thúc video tại đây, cảm ơn các đã xem hết video của kênh em. Ủng hộ em một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em ạ. Chào tạm biệt các anh nha.